thôi, để mình lo mình tu hành. Dạ. Tính đi một mình nè, Dạ. nhưng sau mình lên đây trải qua 4 năm nay á, thì cũng có chư huynh đệ với các chú cô đến để nương ở niệm Phật, rồi các huynh đệ cũng về ở. Hiện nay á, thì ở được trên trại trên đây được 3 người, Dạ. ở trên non núi này ở được 3 người. Dạ, mến chào ông bà cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì con Duyên Cầm đang đến nơi của Huynh Dũng và đến để trao tiền mà các mạnh thường quân hỗ trợ Huynh Dũng làm bồn nước các quý vị. Thì con kính mời quý vị cùng theo dõi và đón xem ha. Dạ, kính mời quý vị. Rồi, mời quý vị cùng xuống nơi của Huynh Dũng ha. Đây, hôm bữa Dư Cầm cũng có hỗ trợ, bà con cũng có hỗ trợ á, đường đi xuống nè. Nay quý vị nhìn nè, cũng rất là khang trang và cũng có đường đi rất là tiện lợi rồi quý vị ơi. Dạ. Đây là cái bồn này nha quý vị, hôm nay làm rồi. Ô, Quỳnh Dũng đang có đèn, tính gắn đèn năng lượng nữa kìa. À, đây là bồn nước này nha quý vị, xây xong hết rồi. Sau này nghe nói còn tính làm cái chè cái trại lên đây nè, để cho bà con mà tới mà viếng thăm á, hay cả rồi nghỉ ngơi đây mà những người tu á ở đây để mà tịnh tâm á, thì đây là sau này sẽ cắt lên nữa này quý vị. Dạ. Hôm nay làm cái bãi này đậu xe thoải mái rồi. Chạy xe tới xuống dưới đây luôn rồi, khỏi để tránh sợ bị mát. Cái gì? Đây là những cái cốc các sư huynh ở đây nè quý vị. Rồi, xe huynh Dũng ở đây thì huynh Dũng hiện tại đang đây. Nó buồn thấy làm ở đây là chỗ để bãi xe. Cái thứ hai nữa sau này sẽ cất cái máy lên đó quý vị, để cho bà con mình có dân giỏng đồ này kia cũng ở được. À, cũng làm thêm phần này thì cũng gồng gánh làm. Nếu bà con nào các mạnh thường quân có ủng hộ được thì cứ liên hệ với con Dương Cầm ha. Dạ. Cái thứ nhất mình làm cái bãi như vậy, cái thứ hai nữa là Huynh Dũng nói á, mình làm như vậy để mình có cái sức chịu lại của cái bồn nước đó quý vị, để không hơi nó bị lở á. Đó. Dạ. Rồi thì mời quý vị cùng với con Duyên Cầm đi xuống với Huynh Dũng ha. Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính lễ Phật và kính chào huynh Dũng ạ. À, dạ thì kính thưa huynh Dũng, thì hôm trước để Duyên Cầm có đăng lên cái bồn á, vậy thì có hôm nay thì em đến đây để trao tiền của các mạnh thường quân. À, tại vì hôm nay á, kính thưa quý vị, điện thoại này nó có vấn đề á, cho nên nó là con phải ở bên ngoài này để xem cái điện thoại á, tại có chế độ mà con chưa có chỉnh lại được, cho nên thì hôm nay con chỉ ngồi ở ngoài và Huynh Dũng thì quay được Huynh Dũng thôi. Dạ. Dạ thì kính thưa Huynh Dũng, hôm bữa thì có cô Nguyễn Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Kim Chi, Kim Chi nha quý vị. Cô Nguyễn Thị Kim Chi ở Sóc Trăng gửi huynh là 2 triệu và cô Lý Thị Huệ cũng Sóc Trăng luôn là 2 triệu nữa là 4 triệu. Rồi với hôm bữa em có nhờ anh là mua bánh kem cũng với ông Nguyễn giùm em là 500 nữa, 4 triệu rưỡi. Thì em xin trao lời cho anh ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Dũng cũng chân thành cảm ơn cái công đức của hai vị Mạnh Thường Quân mà Dương Cầm vừa đọc tên. Hai vị đều ở Sóc Trăng hết. Dạ. Dạ, ở đây thì cũng nhờ các mấy anh em YouTube cũng như Dương Cầm thường xuyên hỗ trợ để cho cái nơi tịnh tu của Đệ Dũng cũng như các chư đồng đạo ở tại nơi đây ở trên Thiên Cẩm Sơn được cho có cái sự hoàn hảo, tức là cái tâm nguyện Đệ Dũng thì lên trên núi mình kiếm một nơi nào đó, một nơi gọn thôi để mình lo mình tu hành. Yeah. Tính đi một mình à. Yeah. Nhưng sao mình lên đây trải qua 4 năm nay thì cũng có chư huynh đệ với các chú cô đến để nương ở niệm Phật, rồi các huynh đệ cũng về ở. Hiện nay thì ở được trên trại trên đây được 3 người. Yeah. Ở trên non núi này ở được 3 người. Tính nghĩ ở mình nên thôi, mạng mình nên thì chỉ một bồn nước thôi đủ rồi, một cái thùng mũ thôi là Đệ Dũng ở là cũng đủ rồi. Tại vì cái bồn nước của Đệ Dũng được 5 khối. Cái bồn bằng mũ á, 5 yeah. khối rồi, Đệ Dũng hết thì mình cũng cũng tìm cách mình cũng sống được, mình ơi mình cũng được. Nhưng là có khách qua đường, những vị người ta đi tham quan giếng núi, người ta cũng ghé. Rồi cho nên đó không có đủ. Các huynh đệ nói không lẽ mỗi một mình xài được tới từ nửa tháng tư cho đến tháng giêng là mình đủ nước, mà từ tháng giêng đến tháng tư thì nó hụt nước, cho nên nó mắc mua nước hoài. Mình mua là của người ta dự trữ đó, cái yeah. chia qua, mình chia người này chia người kia, mà mình kéo dây qua nó tới 800 mét mới qua tới chỗ người ta, cho nên yeah. rất là xa, mà dây mình cũng tự mua nữa. Rồi thôi thấy vậy các huynh đệ đến thăm viếng đó với mấy cô mấy chú nó thôi gắng lo làm cái bồn đi, và mấy huynh đệ như Dương Cầm rồi này kia cũng hỗ trợ nhờ bà con đồng đạo nhiều, chứ quý vị Mạnh Thường Quân ủng hộ. Trước kia thì làm con đường có được vô tới am trại rồi, bây giờ tới làm cái bồn nước. Và cái bồn nước thì tương đối phản lối 80 khối, cho nên đó năm nay làm được cái bồn nước chứ mấy quý vị Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Đệ Dũng làm để có nước cho đồng đạo ở xài được á, thì Đệ Dũng rất là mừng. Đem lại cái công năng tu tập này xin hồi hướng cho các Mạnh Thường Quân cũng như trên thế giới này dũng mãnh trên bước đường đạo hạnh, kinh tế càng phát triển để chúng ta giúp ích được cho đồng bào xã hội, giúp ích cho thế giới này, cho đất nước mình được vững bền. Và xin hồi hướng công đức này đến các nhà Mạnh Thường Quân cũng như cử quyền thấp tổ, dù ở cảnh giới nào cũng sanh quá về Tây Phương Cực Lạc. Còn gia đình Mạnh Thường Quân đó thì được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát triển kinh tế lẫn tinh thần. Và song song vào đó thì như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Đây là cả trái tim chứ quý vị mình hộ cho chúng tôi để làm những cái bồn nước hoặc là những cái đường đi. Nhưng mà đường đi thì làm xong, bây giờ tới chương trình là cái bồn nước. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ yeah. mong quý vị cùng chúng tôi đó được có cái duyên này, đành rằng quý vị mình đem được những cái tịnh tài đến cho chúng tôi hoặc là cho mọi người khác. Nhưng đây là cái phần phước, nhưng cái phước tuyệt đỉnh hơn nữa thì quý vị mình phải biết tu thêm. Tại vì cái phước nhiều thì tiên cảnh lên dài. Yeah. Dạ. Nhưng mà nếu hết phước rồi mình cũng đáo lại. Nếu được trợ duyên cho nhiều quý vị đồng đạo tu hành, trợ duyên cho thế giới, cho đồng bào xã hội, cho người nghèo, cho người khổ hơn, thì đây là cái phước. Và cả trái tim này quý vị mình xin hồi hướng cái công đức này nè, làm được việc gì đó quý vị mình hồi hướng cho cái quả vô thượng bồ đề, chánh dẫn chánh đẳng chánh giác. Và dù cho ở cảnh giới nào, dù cho ở một nơi nào, dù cho một kiếp nào, sanh ra nơi đâu cũng đều biết giác ngộ tu hành cho đạt đến chừng nào, đến chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề mới thôi. Và xin hồi hướng cho chú quý vị mình công đức này
đều đều luôn luôn giác ngộ từ ở trong tâm hồn, rồi tu hành ít nhiều loại bỏ hết các sự phàm tình, hưởng được công đức này để cùng chúng tôi để có mặt ở dự hội Long Hoa. Đến đây xin hết. Dạ dạ mô Phật. Thì cảm ơn Huynh Dũng rất là nhiều. Thì con Dương Cầm cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ cho Huynh Dũng và ủng hộ kênh của con. Thì con cũng xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, dồi dào sức khỏe, gia đình thì làm ăn được phát tài phát lộc, để có nhiều tịnh tài hơn để giúp đỡ cho bà con nghèo mình. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ mến chào Huynh Dũng. Dạ. Thank you.